sao vẫn chờ đến thăm mẹ mỗi ngày không? Mẹ mình sao? Mẹ như thế nào? Mẹ mình đã chết rồi. Mũi chậm tỉnh lại, mũi đã vừa dối gạt ta. Tôn sư bảo đó là học vàng học bạc chứ không phải là cổ quan tài. Không, mũi nói đó là sự thật. Đại ca hãy nhìn xem cao phó này, sư thầy đã điền tên họ mẹ mình vào cao phó này rồi. Đây không phải là bức tranh, cũng không phải là bản đồ, mà là cao phó. Mẹ ơi, cao phó bà. Có đại ca về kiếm không mẹ? Đã tự trọng. Mẹ ơi, bấy lâu nay thì cũng đã mong chờ mong cao. Nay con trở về đây để đón đủ nhân gian. Để chúng ta
mẹ ơi những chết những kia con trai con nghe buồn bã quá tất cả dân con nức nở nghẹn ngào hồn mẹ của linh thiêng quân quân về đây
trở về đây, mẹ đau bố con đi đằng sau mẹ. Trời ơi trong nhà như gì mẹ không ngờ, mẹ lại ra nơi đông quá của lắm. Dùng đây số tiền nhiệm được lạnh lắm mẹ ơi. Lạnh lắm mẹ ơi. Nhận thành
cứ mỗi chiều về trên con đường đã quấn co cha thở bên đâu châu cài đòi con chiều nguyện không cả con rồi trong lòng con chưa trang niềm hạnh phúc. Yeah.
toàn với gia đình con. Mẹ một thân nuôi mấy đứa con thơ, mà giờ đây mẹ của tôi còn được thứ tiêu bằng vui, vì mẹ hiền đã từng dặn sữa nuôi con.